nà đời sẽ cái đời cầu chờ đợi thật ra nà đặc phong phu hay vận tập máu cơ sôm gặp phải bằng công chấm phu thế đã cướp phật ông hay chấm rèn phu đà nhiệt nhu bất bà rì sát chẳng lại cướp khen đề chẳng ơ chấm rèn phu nà thằng ngày đấy cứ chia thằng ngày cho sắc xa bằng tò nơi mê riêng bà vị thâm rô bò dưỡng hầm phí chê đất sắc bò rô mạch nâng cư bàn sắc xa hãy bàn riêng hãy bàn tới hát tòm chọc cho bà rô bò rô bò hầm phí cây ca nghiệp xe chênh chân tới chân tới có xâm ra chân ở chân khai chấm rạc bộ bì khẽ hay chấm rạc nâng có viên cây ca nghĩa thủ đế nục nông bộ bụt ở sát sá nà nâng từ kào thoai bằng cung chấm bộ cửa cha nơi bất tế thay nâng phóng hay từ thư ruột nơi cầm bì cổ bộn chấm bạp nục nông bất tế thay hay bắt đầu máu của bạn thuê đầm nơi từ là từ thoại bằng cung độc nông đàn đầy phụt hợp hôn là cái lời đại bệnh đầm biên bập hiệp trong bà sốt sốc cầm nơi từ bọc bệnh đầm biên bập hiệp hay bọn bạn chính trả nơi bệnh bà rung bà rung chủ viên trọc xâm bạch đầy chì sẽ đang chạc bọt nữa bà sân bà bà đàm biên bà phía bà ông trông bàn chân chạc bù tế cứ bà ông bàn chìa sẽ đặt chạc ở bọt chìa sẽ bàn thông bà phốt đau lơ phèn đầy đi sẽ bàn bà nô nó cứ miên tới sẽ bàn chạc ở bọt tế thông bà phốt bà bố cực giang đẹp ọt miên nơi tập na cho rô tập đó là ai cực cực than tế vào đa nó có nông chọn cha tu mà hai đây chặt cá của bạn chọn tăng và tăng tiết của bạn đây nè sang chặt của bọn những cái miên nằm này khắng chậm rãi bộ bọn cò sang ba đầu bay máu cứ cò sang nơi tiệt sập bột hơi chặt thua bầm bình nơi tiệt sập bột hơi chặt thua những cái cột cản hái nâng bàn chia sang chặt của bọn nè bố cô na đây bầm bình nơi tiệt sập bột hơi chặt thua những cái cột cản nâng bàn sập đá chia sang chặt của bọn hay bà sân bằng bàn chia sẻ cho các bọn thấy nó có nơi tới bằng bình nữ tôi sẽ bút đi chật hồ năng đề hồ đọc bà ca rồi bỏ sẻ cho các bọn nè châm rạng bộ những cái sẻ cho các bọn nó cứ xung bàn thô một hốt nó khó nông mà nụ lộ bây giờ bằng đấy bảo bàn liệt bằng nữ xung bàn chẳng ổn nâng đề bằng nụ thì bà đá và anh chẳng lại nâng cái tài bà thân thà chì rồi bỏ xung khăn nó khó nông ảnh tập hiệp chiêu vích phục hôn thà nụ nụ nè, mà nụ tiêu và đa chẳng lại nâng cư tái lên đầm cao thà rộ bỏ nâng cư xâm khăn bánh đáy bà rìa xa mà xa mô bút cả đời nơi chìa bà rìa bà rộng bồ rì sát bà ông mình khơi thà rộ bỏ nâng cư xâm khăn chiên cả chinh chạc tục tì châm rạng bồ xoay ngô rục nơi thua sạc xa ọc rung nơi thua xoay ngô rục nơi mô cà thua thua đề bằng cách nào bà nhá đồng bày ở bà nó đuôi phát trả tục chân thức và anh bàn bà ông lê bằng nó trọp sầm bạch sẽ ra chạc bò tặng ổn đừng chân chàng buồn chân bàn bộ nó có nông ác tập hiếp chi mà nu nâng ấy hay bàn tàu máu cơ bà ông bàn trạng đứng chi bà sầm mà sàm phút hay có sầm đầy nới bà thù bàn trạng đứng đứng cái ruột lâu khơi nha ruột lâu đại chi bà ra mặt đầu thôi chỉ vết bất rộ bỏ sọc sát chẳng hóa để bà bật được nông lục dàng nà dàng nà nên cứ bà ông bàn trạng đăng chìa bà bột nên cứ xoay ngô rộp nữ sạch chạy thô nên cứ bật đầy dân cùng phong sạc xa đi nà bà rè hà bị thòm đi chùm bà rèn bộ nên cứ chìa thô đầy bà đầm yên bà phía bà ông bàn trạng đăng hay thô nên cứ nôm ôi bà cô thôi mà đá khai thôi chìa bà rè xa mà xa mà bút khai thôi chìa kia xa viện bút khai thôi chìa bà rè bà chìa cực bút ខ្លាយទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលយ៉ាងណាយ៉ាងណារួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខ
nó không việc vật ở sông xa này cứ ả sáy thua để dẫn cùng phúng sạc xa này cứ bệnh hạ bị thông chất chế đất sạc rùm chứ mùi nâng nập biển này dẫn cùng phúng sạc xa này cứ chế đất sạc chấm rèn vô ấy bán bỏ ông và cái xâm đây nó thua nâng thua nâng cứ thua ôi bỏ ông bán khai tới chế bệnh xa mạng xa mụt chấm rèn vô ấy thua nâng cứ thua ôi bỏ ông xâm đây nó khai ôi thua nâng ôi mà nụt tiêu vật ai tương lai nâng cứ bán nà khai tới chi ác kết xa vi ác bột đối chi bệ sa đầy bột bệ ma mục cơ liền chi đam thọp tới sum thọp tới chi ma cha đệ thế đây nà cát nô khung tâu côn ma cha đệ thế cốt cát nô khung tâu côn priem đó nà chim ran phở bệ sa đầy bột bệ ma mục cơ liền nưng cứ sum co tha bệ prum nưng cứ ao y hawai hawai cướp giang chi nia sang nơi rùp sầm lên tân ro pho tập bẹ sang nơi sa cây sau sa cây tục ai đa san lục giang na giang na cứ bệ prum nưng cứ chi nia sang là nà khơi nhé nên cứ thọp vô khơi mà cha đã thể chừng nè hay đã chinh tới xoay ruột nó thua đồng bay nè khai chinh trạng tốt cả chú và tiền nơi kru sàn chơi nó có phần riêng phần hạt phần riêng nó thua đấy mình chỉ đi chinh trạng tốt tiền thế nhé đã ban một chú bệ đồng viên và phía tới ban sản phẩm thua nâng tới khơi sản phẩm thua cứ bệ hạ bị thòm đi nè thôi thằng ai cần bị hại ní cứ ai cù sao là chết đập vì ní hại mà hai cù sao cùng bay ní cứ hại ru bao giờ ra cù sao pram ní cứ chia tu hại ru bao giờ ra cù sao buồn ní cứ chia tu hại lục cốt ra miệt buồn ní cứ chia tu hại chấm ra bỏ chia tu hại chấm nai chân chạc tục nè ai cù sao là chết đập vì cứ chia tu hại năm ấy tàu cá nóc nóc nổ pram để chia nát sâu được cài mình không cầm sát tu được cốt để chia đam sền sền mà hai cô sao còn bấy năm ở ca chi mình nuốt theo đá anh trùng thế nhé chỉ tu hết những cái năm ở ca chi mình nuốt theo đà chấm ràng vào hay ru bao giờ đạt được sao phải chỉ tu hết năm ở ca hết nóc nóng cầm nai trùng à ru bao giờ đạt được sao bốn cái năm ở ca nóc nóng à ru bao trùng à mấy cái chết buồn luôn đã chỉ tu hết năm ở rồng lót nó sẽ gây tốt tiềm phù thế nhé còn bằng hai nó hai tầng ở đến cái sạt lốc chưa được dụng mùi nè nà hết mũi tóc căn nó đục lại để đi chăn là sau được cái à cũng sao là chết đó đập pí cứ ca lăng khấn ông sơn đa là chết rồi bỏ nhân nhung quân bò để sát sập sát chẳng lại tu tới nó khấn ông nà phốp tiền bay như này nên chấm bạc bỏ phốp na môi cả đói ôi trời à cũng sao nó cứ ca lá à nhân à tập hiệp lại à tập hiệp những tóc căn nó khấn ông nó đục lại để đi chăn là sau được cái hay hết tầm bảy cứ mà à cũng sao tầm bảy năm ôi miên bệ sân thì chỉ mình nuốt chỉ tiêu và đá chỉ bà ảnh ru bao giờ ra cửa sao phám nam ơi bệ sanh thi chi chia prum chân tay chấm ran bồ aru bồ prum ru bao giờ ra cửa sao aru bao giờ ra cửa sao đó là hai từ nam ơi ru phật cha tốt cứ càng ao prum chấm ran ở sân tây bát hán rồi hội tờ đón bán mẹ cái chết cả là cái nhé nè bán mẹ cái chết cả lắng cứ ru phật cha tốt ấy chấm ran bồ nè hai những cái bọn phám bán tiêu và đang bận chân lại có khơi cho bạn nó hết nâng cư vật bất tội tam hết nâng ấy hết na để cua lết hết na để cua chùm rán có vật bất tội tam hết để cua chùm rán đăng tới nà bán rồi phật trả tốt đối chí nà bệ sa ma sam phật chừng đầy nà chi bệ mạ ha mô cơ liên chi ạ kia xa viện phật chi bệ hà rìa bồ cô lê chi đam chân tư nà chi bệ hà rìa bồ cô thân nạc sao ta đối chí niên vì xa khá nà tham bận đi cả xê thay ở chi đam chân tư chùm rán vô những cái bọn xoay ngược hồ nâng khớn và cách nó xâm đầy nó thô nâng và nó thô nâng tôi bây khốn ông càng đấy cứ bọn bà rinh biên ta hãy và nó thô nâng cứ nâng ở lại nâng của đạo ca sạc sàng ông bà rung bì chà rà nà sẵn kết xoay ngược nó sẽ gây bứt nó khốn ông thô nâng bì chà rà nà ở cả nâng bà nhá nó khốn ông thô nâng cứ nâng miên đầy dân gặp bông sạc sàng đi chung bà rạng bộ và nó khó tè thô nâng cứ ai nam ơi miên a ra hát tầm miên a ra hát tập hoa ca là cướp con chấm ran bộ thua rồi bỏ bể tầm miên một phía sầm đầy bắc cát nóc nong bảy chục bon sập thằng ngày đi con để bảy ngày vẫn tập tua học bàn đầu thua nữa chấm ran bộ tập tua bàn đã cầm rắt trầm tại mà hai cuộc son lại dừng tới ai cầm bình bàn chấm ran bộ nè hay ai cuộc son dừng tới cứ cầm bình bàn khơi bàn ca là nóc nong sơn đan để chặt bàn nè liên nơi ai cũng sao nâng có bàn cầm rạch dưỡng cứ bàn bình đăng cầm rạng vô bình đá rô hô ta đo ru và chiên là ru và chiên rô hô ta đo lô cô trả chết nú
prasen bơm yên banya nâng ku krup kran ai tụt tua yok nô thô tăng ọt nâng ku bán đôi prehari bu kuôn chùm non môn môn đầy yok đầy lô bầm pinh nâu baramay krup kran chân đầy nà lô bầm pinh baramay krup kran nâng đôi chìa rô bọt nâng ku mây yên nâng chùm ràng phô bà đây dân ọt miên rô bọt đắc ná chùm ràng phô dân ọt miên rô bọt tua đắc nâu rô bọt nâng chân ku rô bọt nâng ku miên cả đói kì ai cả đói bà đây dân yok thô tì ọt bá rô dân ọt miên sần xong à cần chơi lại là cả đông ấy chơi đám đầm bay sầm rắp tuột tua đâu rồi bỏ nếu cứ dân ở toàn bây giờ là dân mình đắng thì buồn mới dân mình đắng thà rồi bỏ nếu cứ ai kì ai tới cứ bầm bát nó sẽ đây liên tục nó không chịu vật rồi bỏ giờ dân mình đắng chứ cứ dân ở không răng sang dần xong rồi bỏ na đây mọc tật tua nâu rồi bỏ bị xe đừng để hay đâm vào đó cả lại bấp cái ao bấp ọt miên ấy tật tua chầm ran vỡ đăng thay rồi bỏ nó cứ miên đầm lái và thế tật tua ọt bàn chầm ran vỡ và ngay cái lô có trả thua thua nên phải đầm miên là phía sầm đầy nó có đôi khỉ rồi phát trả tục và nên sát lô cứ mình khoa nâu bàn đi sai làm vì chuyện muốn cứ khoa nâu bàn đi sai những thứ cứ tật tua nó thua nó cứ ọt toàn bàn đăng nó thua nó chầm ran vỡ đăng nó thua nó cứ thua nó cứ rộng lọt nâu sẽ gây tốt bản thái ọt miên ấy tựa nó thô nâng bà nhà cầm rạch nâng cư tựa thô nâng cư ọt toàn bàn cho bà ràng phổ bản thái đại dân cầm phung đời sạc xa đi cứ xa nâng sần xóm nâu nà sần xóm nâu rộng bó xâm rạp tựa nó thô nâng ngay dân cư chuông nâu thô nâng ca nâng khăn khói móc dân ca nà đại miên dân miên rộng bó đại dân ai tựa nó thô nâng bán nâng cư dân ai tựa bàn cho bà ràng phổ ai bởi thầy dân bên sần xóm rồi bỏ đầm bay xâm rạp tật tua nơi thua rồi bỏ trên đầm miền phía xâm đầy nâng tế khoa hậu bác đi sai xâm sạc xa vì môn màu tế chuông toàn bỏ ống xâm đầy nó thua đầm miền đầm lại nâng có tật tua ọt ọt bàn đây châm ràn vợ nà chân nâng châm ràn vợ chân kê tháng ngày nấy dân nâng sạc xa nơi mê riêng dân bệnh tỏ châm ràn vợ sạc xa nơi mê riêng dân bệnh tỏ âm pi nà đào ná tham à có ọt chậm cho bạn đấy cho bạn rồi rồi này nốt đòi đo bóng cứu bị chỗ đòi phun rồi thái tiến là cho bạn rồi đòi đòi phun nè cái nào đòi phun chọc thái tiến nè đòi phun chọc chạy nơi ấy cho bạn rồi chạy nơi chạy đâu và cái này cả chạy được sắp vào muối mẹ nè à sắp chết tiến sắp chết phun phớ tiến à sắp ca chậm nay sắp phải chết xa thiệt là nạn chết chết là sắp là đau nấy xin xin là đau khăn chậm ran phổ đau khăn đau chết đây chết đau nấc chậm ran phổ lấy đau phun phổ là đau phun chậm ran phổ trên cái thằng này dân sắc xa đau phun bến là phun rồi bỏ sắp phải chết xa thiệt là nạn chết là sắp trầm pí là thì trầm nó cứ đau phun phun nó cứ miên ca mà phun rupa phum a rupa phum chi đam na lokotra phum ai chi đam nung phum nung phum របស់ ប្រភេទ របស់ thô nung na chamran po hay su tha hay phum samrap sat kaet nung kue mien 31 phum phum របស់ ប្រភេទ របស់ chet nung chetasak nung ko mien 4 phum kue ប្រភេទ kama phum rupa phum a rupa phum nung lokotra phum nung kue phum ma thô របស់ chet bạn đấy phum sát han ti cái lái ok win là ăn miên chỉ niệm mật hồ ăn miên chỉ niệm mật hồ thì cứ ok ti cầm lái sầm rạp sầm đang cả sai chứ cứ miên sam sập mùi phum nên cứ phum ok là sát han ti đại sát và bật nêu cam xem xem hãy tập cả nông nông ti cái lái xem xem nứng cái lái nứng hạ thập phum đấy bạn đấy chia ok sập phum là ok sập lô chấm ran bộ hay phum là bỏ chết cứ miên tại buồn đây phum rồi bỏ ti sát cái này để sát tàu cát cứ miên sam sập mùi những cái chế đặc sắc những cái cá ban phum na khác là chế đặc sắc sao phải chết sa thi là nãy chế đặc sắc những cái cá ban phum na khác chấm ran bỏ là từ ti pram những cái chế đặc sắc phần mối cá ban sam sập phum vi a sa nhị sát tập phum chính là thơm và đá sắp phải chân xa thiên là nát chưa được xác miên bảo mán cho bạn phố miên bảo tí miên bảo tí bạn đấy khả năng tên ít mấy đặc chưa được xác bảo mối cát bàn xam sập mùi phú
76 miền bờ muối đây chậm rãi bờ miền bờ muối cứ vị thực các vị cha ra à thì một khác vị địa bảy thế chăn chăn đẹp chắc là chạy đây này mới sao chết xa thì là nặng chắc chắn cay đại phần trăm pi với như cơ mà chiến à nâng cứ chăm từ mơ sáng chậm rãi bờ chắc là chắn cứ và kinh là ca chết được sắc dân ở toàn riêng đó đấy nhau mà ở toàn đó tiến tâm chọc sao phải chật nó thay đôi này xem xây nhân tay mà đầu à chậm rãi bờ chắn cứ vì sao phải chết trở thành phẩm pi chậm rãi bờ mẹ phẩm mùi này đây đa vật thốt đa phẩm mùi này ba và mẹ đa phẩm pi tiền à chân chậm rãi bờ nè chân cứ dân trở thành cái chậm rãi bờ cái là tiền cái chia phẩm mùi nếu cứ trở chia phẩm pi vì rồi sao phải chết xa thì là nát chia được sắc nếu cứ miên phẩm pi nè chấm bảy bộ chia được sắc phẩm pi nè cái ban độc nóng sam sập hùm bây giờ sang như sang tập hùm chính chấm bảy bộ à sang pro à sang như sang tập hùm nó cứ ăn miên chết chia được sắc ấy cái thì miên để rùm để bẩn nó chấm bảy bộ cái lăng đòi này này cam nứt cam mang chia rùm nó cứ miên đầy tập lên khó nó cứ buồn đầy tập lên khó buồn bỏ lần rồi hồi chia buồn biết cứ bảm miên bỏ miên khăn miên rồi miên hồi chia bảm buồn biết cứ bẩm bảy bỏ khăn rốt họ chỉ nên cứ buồn này đây tập lên khi họ buồn tiết cầm bầy hay cho môi nên chỉ vết tàu môi tiết cứ bầm buồn miên tàu bầm buồn đến thế chấm ran bờ nó khăn ông a sa nhị sa tập hùm đến nè cả láng cứ cả láng ngầm pi cam ban cho đúng đúng đặc cả pi cam nên cứ miên tập bầm buồn đến đến thế chứ cứ rùm nên cứ ắt đằng ấy đấy chấm ran bờ rùm đặc cả pi cam cả đau rùm đặc cả pi ô tô cả đau rùm đặc cả pi a ha cả đau rùm đặc cả pi chết nên cả đau đôi chỉ dừng nà sập bài đi cái gì tới nà tức phần này trên máu tức phần này những cái gì ấy chậm rãi bỏ tức phần này chỉ rú bơi thay chỉ chết chỉ rú thay chỉ chưa được sắc tức phần này trên máu còn pi phần này dừng nữa tức phần này chỉ rú tiền nà tức phần này những cái chỉ rú chỉ thiệt ấy chậm rãi bỏ tức phần này trên máu à chỉ bao thiệt đó nà chỉ bao thiệt còn miễn trên máu tốt thì chết cứ chia tê chỗ thiệt nà riêu riêu miên là cái nạn đăng thảo riêu hô tam là trần lo nên nâng đăng thảo vương miên chiết hô trên màu à nâng cứ chi à bào chậm rãi bờ đăng thảo tam mà nô viết hả miên là cái nạn hô trên màu tực hô trên màu nâng cứ chi à bào hay bậc khăn ông cái nạn nâng cứ đăng thảo cái đau ôn ôn rư tha thì chết nâng cứ chi tê chỗ thiệt nà chậm rãi bờ nên cứ lệ cả nã rồi bỏ bạn rồi mang đặt hồ nên cứ bật con nó không về nên có chia rút đôi khi ọt miền chết chia đã sắc đấy ọt đăng ấy đấy xong bây giờ dân đăng thả tức phần này hồ trên màu miền lệ cả nã chia hồ trên màu đăng luôn thả chia hồ trên màu và nên lệ cả nã hồ đôi thả lệ cả nã đau nên cứ ọt đăng ấy đấy cho bà đăng thổ miền để chết đăng nó lệ cả nã đau đăng lệ cả nã thì chia nên cứ đăng chết đăng và đấy lệ cả nã đau thì chia cứ ọt đăng chết đây cũng vốn đắng luôn ai nên để nhưng cứ nè nó không mà sai gì sai tập huống cứ ọt miên chết ọt miên chết là sắc ấy đằng ọt nhưng cứ ọt miên nè chết là sắc nó cứ cài nó không tin nó ọt bàn để cài bàn để sam sập huống đây chậm rãi bỏ nó đục tai để cha là sâu để cài mình đu tiêu và ta đu vào prong nè hạ đu vào prong cài bàn đằng ọt nè vi a sai gì sai tập huống mùi nên cứ chết là sắc trăm pì nữa chậm rãi bỏ sau phải chết xa thì là na chết được sắc phẩm pi nếu cứ cài nó không chết tu tới đẳng ó chết ná còn trâu đầm biên sau phải chết xa thì là na chết được sắc phẩm pi nếu cứ ai cũng sao là chết đập pi đuống chết đuông na mối còn trâu đầm biên sau phải chết xa thì là na chết được sắc phẩm pi cài đuông chỉ mùi chấm ran bộ hay mà ai cũng sao phẩm bay à hết tục cái chết đây chết âm đẳng ó nưng à hết tục cái chết đập phẩm bay nếu cứ đuông na mối trâu đầm biên sau phải chết xa thì là na chết được sắc phẩm pi nếu cài đuông chỉ mùi cướp đẳng ó ọt khoái thì cát mà đón cứ cầm pí cướp cho mùi nâng chết nâng chẳng ạ mà hai cụ sao mà hai vị ba cái cả đôi ru bao chả chết cụ sao vị ba cái gì ai cả đôi ru bay cả đôi lúc có trả chết ấy cả đôi
trời đẹp miến sao và chết xa thì là nạn chia được sách trầm pi những cái ca truông tiền ở trời tầm miên phạt sắc trời tầm miên ca sau giờ rom trời tầm miên ca là về tình đi ca sau giờ rom phạt sắc về tình đi sẽ nhà ca chăm bà rom ở chỉ đám trời đẹp ca chỉ môi nâng chật nâng chầm ràng vợ nè chứng cứ ca bán sam sập môi phù ọt viêm ọt vi là vi tế à sang gì sạt mùi à mấy gian tiết cứ sọc túc ca ban đọc nông ca mà phun đọc mùi đi nè sọc tục nó chậm ran bố sọc tục ca ban đọc nông ca mà phun đọc đọc mùi để pru ru vào phun ọt miên sọc ọt miên tục để nè ru vào phun à ru vào phun cứ ọt miên đi pru sát để ca đọc nông ru vào phun à ru vào phun đấy ọt miên ca nhập sát đọc nông ru vào phun cho bay miên ru cả đời nữa vấn đề ca nhập sát ọt miên đấy miên để chặn khâu và sát đứng sau tập và sát chậm ran bố miền để chặt khô và sát nâng sau đó và sát sầm ráp khơi rúp lưu sô sầm lên để và nãy rung cứ ọt miền đằng rúa là ọt thông khăn ọt đằng nơi cao để chia thì pro ọt miền ca và sát ọt miền kia là và sát hay ọt miền chi và hà và sát những cái rung ọt ban tự tu là hà bỏ được phô cái thì chấm ran của ọt thông khăn soi chế hà với thì hay ọt đằng nơi cao để chia ấy thế pro ọt miền cái và sát cái sọc tục này cứ ca tạo tam ca và bà sát ca tạo tam ca và thuy chấm ràng bộ ca và thuy ấy nó cứ thuy ấy xâm ràng bộ chất ca nó cứ ca và bà sát nâng ấy nè chất na đây bà có được sọc hà vệ thì nế trâu tạo ca tạo tam ca và thuy miên ca và bà sát nó cứ chỉ thuy chất na đây chỉ tục hà vệ thì nế trâu tạo miên ca và bà sát nó cứ chỉ thuy chấm ràng bộ nhưng cứ prong ru bà prong đọc pram nâng à ru bà prong buồn nâng cứ ọt miên ca yô bà sát đó ọt miên ca yô bà sát sốc hà vê tần ní tục hà vê tần ní ca nọc nông ru bà prong nâng à ru bà prong ọt bàn ca nọc nông nổ prae đê đê chan nà sô rà cái buồn à hay mà nô mối pram tì bà đà bà mùi chọn tiết cứ đọc mùi nà ca miên tần nâng đê châm ràng bộ khê nhé nhưng cứ tì bà đà miên tục ấy châm ràng bộ tì bà đà miên tục hà vê tần ní đấy tiêu đa miền tục hà vệ tần địa đấy chúng ta miền cai và sát đấy nè tiêu đa miền cai và sát trời tập miền tục hà vệ tần địa cai và sát lục pram thang ọt miền độc nông ru bập rung aru bập rung thì phần đấy ca mà phun độc mùi tròn đứng miền cai và sát đập miền cai và sát miền sóc miền tục diệt tho mà đá chúng ta vừa miền sóc miền tục diệt tho mà đá nè tiêu đa còn miền tục hà vệ tần địa đôi chưa bị khô cặp đông chớ cặp trong này côn tiêu đa đánh mặt hàng chúng ta vừa sai dùng đó chúng ta vừa nè nên cứ mong cầm pí miên cai và sát tớp tự tu nó sẽ cái tốc hào về tận địa chấm ran bộ hay sọc hào về tận địa nên cả miên này chấm ran bộ nên cứ cả ban chấm bộ trên đường prai để chan ở sâu được cái nè chấm ran bộ hay sọc hào về tận địa nên cứ tu bay cao nó không cao mà phun đập môi cho nên cái đấy phần đấy sát là rốt cứ lủng bạc miên sọc hào về tận địa này chấm ran bộ mỗi tháng ngày cao tới tốc hào về tận địa tràn triền nè ót miên sọc hào về tận địa cả là nè chứng cứ sọc tục này cả ban đọc nông ca mà phun đập bụi tròn đây hay tô mà nó cả ban đọc nông ca mà phun đập bụi tròn đây chấm ran pro ấy à, ca mà phun nó cứ nổ đọc prai đề đi chan là sơ cái buồn mà nô mũi pram à tê và đa và bụi tròn tiết cứ đập bụi nè miên tục hầu miên tô mà nó sơ về tận địa chấm ran pro hay cả một pin nó cứ ọt miên tô mà nó sơ về tận địa đôi chiều ru bập rung đập pram phun hay chỉ mùi đừng à ru bập rung buồn phun đấy cứ ọt miên tô mà nó sơ về tận địa đấy pro hai ấy ọt miên tô mà nó sơ về tận địa chấm ran phở lực không trống tiếng ru bập rung ọt miên tô mà nó sơ về tận địa pro hai ấy lực miên chiến nó pro tô xả chặt tô mà nó sơ về tận địa ca chỉ mùi đừng chặt vào màn đúng chặt bị đúng cái tô mà nó xa xa hai cả tăng và để kia sang bây giờ tăng ngạc sang kha để cắn tô xa chết mùi đường hay tô mà nó xa xa hai cả tăng và để kia sang bây giờ tăng xa sang kha để cắn mùi đường đến bị đường mỗi cái tô mà nó đôi khi nếp vào đây mùi miên cầm lăng khắng mùi cầm miên cầm lăng xào ngạc sang kha để cắn nâng xa sang kha để cắn châm ràn vợ nè chẳng cứ prung ọt miên tô xa chết cả làng nơi miên tô sát chấm ran bộ prung á sát prung nên cứ sát để ca trong nông prung nên cứ nơi miên tô sát vì tại prehana kia cứ ọt miên tô sát sùng bay tại sát na cái đó ôi tất cả nông prung đập pram à ru bập prung là buôn tròn đó ngạ là ru bập prung pram pram phú đập pram phú hay đừng à ru bập prung buôn phù đứng sát na cái đó
ôi tại cả nông nông tì nâng cứ vía tại bệ hà na kia nâng bệ hà đòn đấy cao vì nâng sông bay để sao ta bà nạc bụng cô sạc kà tì cả đói có miên tô sạc chật chẳng bà nạc có nâu miên tô sạc chật hay hai đôi mà đấy bạn chỉ bụt thật chốn để cả nông tì nâng ọt miên tô nó sâu về tình yêu ọt miên tô sạc kà lá bà rô tô sạc chật nâu miên bà đấy nông thàn nâng cứ lô rồng ngọc đầu tàu sạc chặt những cái đôi cầm lăng lấy chiên chậm răng bộ đôi cầm lăng lấy chiên những cái tàu sạc chặt ở cả nóc nong ru bằng rồng để đầu miên bên đấy mình bật cọt lấy chiên sập hiệu viện chậm răng bộ miên tàu sạc nuôi sấy đầu miên vừa được chuẩn để cả nóc nong rồng hay nâng sao ta sạc cái tay những cái đầu miên tàu sạc nuôi sấy ăn nuôi sấy cái lấy đầu miên ăn nuôi sấy cái lấy những cái đầu miên bên đấy tàu sạc để bật cọt bao chiên sập hiệu viện khăng cào khăng này đi khăng này nốt nè ọt miên này chậm rãi vào ọt miên chậm bùa sát bồng nương này lục rồng ngọc tơ đầu chiên đó chậm rãi vào lục rồng ngọc tơ tơ đầu chiên chính cứ tô sạ nương cứ tô nó sâu về tận địa để cà tôm chậm môi nương tô sạ chết vì đúng ọt cà nóc nóng ru bập bồng đập bám hay ru bập bồng đập môi chậm rãi chậm rãi vào hay ạ ru bập húng buồn tròn nương ấy ta tới cứ bập hết đấy về tận địa mùi tiết cứ so mà nó so về tận địa so mà nó cứ cài bàn đọc nông cam mà phúng đọc muối nè cài bàn đọc nông cam mà phúng đọc muối phong hay ru bọc phúng đọc pram phong hay nâng cài đọc nông lô cốt rạc phúng mà chết phong châm ràng bò so mà nó nức cứ cài bàn đọc nông cam mà phúng đọc muối phong hay ru bọc phúng đọc pram phong nên cứ vậy thì vậy bị phun robot ti than để sát tổ cá đó nữa càng mà phun đập mũi nên robot phun đập ram đó nữa hay cá đập nóng lô cốt trạng phun phun đấy cứ phun robot chết quỳnh chấm bàn bỏ hoạt miên phun ok sơn lô sầm ram sát tổ cá để lô cốt trạng phun nên cứ hoạt miên ti tăng cả lại đấy thì vậy bị phun robot chết những cái sau mà nó sau về tận địa nên cứ ai cá đập nóng lô cốt trạng chết bàn tập hết này chết để chỉ phun lô cốt trạng chết phun nừng nên ai cả nóc nóng lục trạng phù bàn đó nè lục trạng phù mà chết bàn hay sau mà nói sau về từ đấy ai cả nóc nóng càng mà phù đập mùi rùa mà phù đập đập ram chứ cứ khoa ấy gì mà đang vừa khoa ấy khoa rùa mà phù mày nè nè khoa rùa mà phù buồn hay nên ngả sang dây sát nắng ọt đang đào ọt miên này cho mà đang vừa pro ọt miên chết chết để sạch hay đấy cứ sau mà nói sau về từ đấy ai cả nóc nóng rùa mà phù buồn cho mà đang vừa sao mà nó sẽ về tận địa ăn cá nó không phun đại diệp hạ rùa bọc phun chết buồn nè chim bạn vợ rùa rùa con ông hạ rùa bọc phun nó miền tây miền hạ rùa bạch chiên là chết hạ rùa bạch chiên là chết miền ông bằng bàn chim ê cả cái ta ăn miên sò mà nó ăn miên sọc đây miên đấy nà miên đã ong chiên pi đấy chấm ran vừa nên cứ ôpê khá cho mùi nên ê cả cái ta ru bọc phun nà ru bọc phun chết nhá chấm ran vừa cứ ai miên vi tất cả vi cha ra bay tết sọc khác ê cả cái ta nà miên tiếng sọc khác cứ sò mà nó sẽ về tận địa này và nên nó không ăn ru bọc phun cứ ăn miên ăn ru bọc phun mà chết đấy cứ ăn miên sau mà nói thì miền đảo chiên bí cứ ok khá đến e cả tạ chậm rãi bỏ những cái bàn lục thả ọt cát nóc nong tì đằng đây chậm rãi bỏ ọt cát nóc nong phun mà bỏ chết đại chia à ru bao nhiêu chả phun mà chết đằng đây nà những cái vị đó chậm rãi bỏ toàn tới cứ tập hết này về tận nhớ ok khá về tận địa ok khá về tận nhớ cả bàn nóc nong cam mà phun đập muối ru bọc phun đập rám hay nâng hạ ru bọc phun buồn hay nâng lô cốt trạng phun tiền nè những ổ bê khao về từ địa hai cát ba nó khăn ông bọc phê từ bọc chết nâng đằng ngõ chậm rãi bỏ ca bọc phun cả ba chậm rãi bỏ ru bọc phun cả miên ổ bê khao về từ địa ru bọc phun nâng ru bao giờ ra chết những cả miên ổ bê khao về từ địa hay đó ru bọc phun buồn cả trời từ miên ổ bê khao về từ địa đây nè chậm rãi bỏ pro ru bao giờ ra chết những cái miền ông bí cứ ổ bê khá đấng ê cà cà tà hay lô cà trái chất có miền ai miền ổ bê khá về tận địa đây nè bộ bộ tà tàm chiên đó nè bà thao mà chiên tù địa chiên tà tì dạ chiên chân tù địa chiên đấng cứ chía nè sau mà nó sâu về tận địa đó bàn dầm bà chiên nè lô cà trái chất nè đó chiếc bàn dầm bà chiên cứ trâu tà miền ổ bê khá về tận địa
hay bởi thang lúc trẻ chất nà đại chia tốt tỷ dạ rô hô ta ra chất rô đại chia nâng chia sau mà nó sau về tình yêu chứ mà rằng vô chứng cứ lúc trẻ chất miên về tình yêu bí cứ sau mà nó sau về tình yêu chứ môi nâng ổ bê khá về tình yêu chấm nay á rú bà chiên á rú bà phùm đi cứ miên tê ổ bê khá về tình yêu tế tê mà dạng này chứ mà rằng vô hay chấm nay cứ rú bà phùm có miên ổ bê miên về tình yêu bí đấy ai miên sau mà nó sau về tình yêu có bàn ai miên ổ bê khá về tình yêu có bàn chứ mà rằng vô nè hay cam và phúng có miên về tình yêu, cột tiền tam tặng ọt miên sọc miên tục miên tô mà nó miên nè upe khai có miên đây chấm bàn của sọc tục sau mà nó upe khai miên tặng ọt cam và phúng đập môi nó cứ miên về tình yêu cột tiền tam ru và phúng đập tam nó cứ miên về tình yêu bí cứ sau mà nó nâng upe khai ru và phúng buồn đấy cứ miên về tình yêu tam môi đấy cứ upe khai về tình yêu chấm bàn phổ hay nâng lô cốt trạng nếu cứ miên về tận địa tập bì thế cứ so mà nó nâng ope kha đây sọc tốc ọt miên đề chấm bàn phổ sọc tốc ọt ca nó nâng lô cốt trạng đề hay tô mà nó cứ chỉ tô sạch chết có ọt ca nó nâng lô cốt trạng đề chấm bàn phổ nè tao tới cứ đòi bầm muối chấm bàn phổ ti bầm muối cứ đòi vật thô nè đòi vật thô chết là sắc trầm pì nè Asrai vật thô trầm muối nè phật chế độ sắc trầm pi lắm chấm bàn phật nè chế độ sắc trầm pi Asrai vật thô trầm muội vật thô trầm muội nên cứ ai khác chấm bàn phật chặt khô vật thô muội sao ta vật thô muội kia na vật thô muội chiêu hai vật thô muội cai và vật thô muội nên hạt tự dạ vật thô muội bảy đồn chấm bàn phật nè chặt khô vật thô nên cứ phân nền chặt khô cả sa rồi bỏ dương nên chấm bàn phật nè hay sao ta vật thô cứ tự chịu khiên là vật thô cứ chùm mọc nè chi và hai vật thô cứ đạt cài và vật thô cứ riêng cài dưỡng cài và bạch sạt chùm bàn phổ ba cái lấy na để đăng chư nó cứ cái lấy nó đăng thầm yên cài và bạch sạt ba cái lấy na đăng thà thì chẹ nó cứ cái lấy nó cứ đăng thá nè miên cài và bạch sạt hay đầy dục dục thì cho tập ba cái lấy na cứ ót đăng thì chẹ đây những cái thì cho xong nó cứ ót miên cài và bạch sạt thì nè cài đăng thì chẹ cái đau nó cứ mệt cài và bạch sạt đấy cứ chia cài do bình nhiên bình thế cái bình nhiên để đăng thì chịu cái đau đơn tuần ba tốt đăng thì chịu cái đau đơn tuần ba nấc cứ tươi thế Asrai cài do bà xa nè ọt đôi thì chọn sọc thì rô mấy chế đàm đây chúm ràng bộ nhưng cứ chế là sắc phẩm bị nấc cứ tươi thế Asrai vật thô phẩm mùi nấc nè tươi thế Asrai vật thô phẩm mùi nấc phát xác về tình đi xa nhà chế tình là ế cơ cơ ta chi vật tinh tri nâng mê nè xa ca ra nấc cứ Asrai vật thô phẩm mùi nấc bởi cái nó không chất bị đuống nè bởi cái nó không chất đập đuống đó chấm bàn phổ chất đập đuống cứ chặt khâu bình nhiên pí sau ta bình nhiên pí khi nó bình nhiên pí cài vào bình nhiên pí đập đuống đến cứ tay đà sai chặt khâu vật thọ chấm bàn phổ nè cái đuôm cho môi chặt đừng hay cái đuôm cho môi đừng chặt đập tê nè Asrai hạt tự giác vật thọ ta chấm bàn phổ nè Asrai hạt tự giác vật thọ chính cứ Asrai vật thọ và môi nè sau phần chất xa thiên là nạc chế được sạc trăm phí nè khởi nhé các lăng xôn bây đập hát xác ba ca bạc tục mà rõm về thì nha ca sau rõm nên cứ miên chia sạp hiệu viện cả đó bần đấy vì mẹn miên xác tầm nái tầm bây sau rõm được luôn ai đấy bởi ọt miên bạch chai xinh xinh và còn lăng nó không cần nạc đấy bởi ọt miên ca và sát ọt miên chạc khô và sát có mình ai tầm bây phát sát về tình yêu sanh nhai chế tình ái cơ ta chi vị tinh tri mana sa ca ra nâng cứ có mình ai tầm bấy đắng đắng ru pa rom bàn đây bởi ót miên chặt khô và sát đó nè chấm ran phố nè phát sát nâng có mình ai bắt tu pa rom bàn sau mà đó sơ về tình yêu đi tha tu mà đó sơ về tình yêu tu khâu về tình yêu ấy chả đam nâng có mình ai tầm bấy đắng nô pa rom bàn đây bởi sanh bởi ót miên vật thọ sầm rạp sập hiệu việt nâng cứ ca lang ti a sai sầm rạp sập hiệu việt thô nâng cứ ca lại chấm ran phố chúng cứ trai đạt sai vật thô và mùi nâng sập hiệu việt nâng cứ chia miền này chấm bàn phở miền chia sập hiệu việt tại đồng mặt luôn anh xê nhảy bàn đấy trai đạt sai và trai đầu tiên từ tây xê đấy bàn sập hiệu việt nâng cứ trái và còn là bàn nè hay tao tới cứ sọc tục à chấm bàn phở chúng cứ trai chấm bàn phở và mùi chia đạt sai và mùi nâng cứ trai nè chấm bàn phở ăn không đấy chấm bàn phở nhóm nó tiền chế đạt sắc phẩm môi nó cứ trở về ọt khóc đây nè, bởi chế đạt sắc phẩm môi nó cứ bia về tình yêu môi
Nóng tí đi kê cầm bông đại chạy xong phải chân xa thì đại nạc chê đại xa phẩm bí mẹ nế là kìa phẩm bí nó cứ miên phá xa miên vê tình yêu miên xa nhá miên chê tình á miên ê cà gà tá miên chi vị tinh trí miên mà nó xa cá ra châm ràng bộ nhưng cứ nông phẩm bí nó ngạc nà nông phẩm bí nó cứ vô phẩm môi máu nà vô tệ phá xa xa nhá chê tình á ê cà gà tá chi vị tinh trí mà nó xa cá ra chạy vê tình yêu nó cứ xê môi chỉnh nè về tận điện nó cứ chạy cào chậm rãi bộ chứ cứ chơi tận sắc trầm muối à say vật thóc trầm muối nó cứ trâu nè trâu ăn khóc thì chậm rãi bộ bị mụn máu cột trâu đôi khi nè nạp cào mắc ban thì em bị về tận điện mùi xì nè sọc tục nó cứ chơi về tận điện mùi xì đấy chậm rãi bộ chơi về tận điện chơi tận sắc mùi xì cào âm bị bầm muối nè chơi tận sắc trầm muối cứ à say vật thóc trầm muối bạn đấy xua thao về tận điện à say vật thóc trầm muối đứ ngọt đi đôi giật tục hầu về tận địa, Asrai vật thô ban tiếng bầm mùi đấy. Mặt bàn để chấm ran bờ. Chứng cái lục chạy về tận địa mũi xe trên máu cứ là sao chơi được sẹp bầm mùi chấm ran bờ. Nè. Hay lục yộc về tận địa móc chạy chạy từ ta mà Asrai vật thô xin xí mùi cào kề tiệt. Nè. Chứng cứ bộc ruộng đấu ban bầm pì chấm ran bờ. Chứng cứ trời ắt khóc. Nè, chứng cứ chơi được sạc phẩm mùi, nó cứ Asrai vật thô phẩm mùi. Tao tới cứ sọc cho buông về tận điểm xê mùi. Mùi xê nhằm phí chơi được sạc phẩm mùi, nó cứ sọc tục. Sọc tục nó cứ Asrai tái ca do vật thô đây. Khởi nhé, về tận điểm phẩm mùi, cứ Asrai vật thô mang trong phẩm mùi, ọt rước mùi nà đây, ọt rước vật thô mùi nà. Chúng buông theo về tận điểm chơi được sạc mùi xê nhằm phí chơi được sạc phẩm mùi, nó cứ Asrai vật thô, nó cứ xê như thế. Bước sọc hầu về tận điểm, chứ mùi nâng tục hầu về tận điểm, trở ra Asrai. Cái giờ vật thô chấm ran bộ trở ra sai cái giờ vật thô sóc khâu về tận đi tục khâu về tận đi à sai chặt khâu vật thô bàn đấy chấm ran bộ bàn tê cũng được bàn tê nè bàn để pro chặt khâu vật thô chặt để à sai chặt khâu vật thô nó cứ về tận đi ấy chấm ran bộ chặt khâu nhiên bị đuông nó cứ bắt gặp đôi về tận đi ấy upekha về tận đi tiền nè chặt khâu nhiên là chặt bị đuông nó cứ bắt gặp đôi upekha về tận đi tái tái mà giang tê nè ót miên sóc tục để chấm ran bộ chứng cứ bạn lục chạy trình màu đời lại xe nữa nè tập hết này về tận điện nữa cứ lục chạy trình màu xe nhầm pi chưa được sắc và mùi tiệt nữa chấm ran bộ chứng cứ sọc tốt cứ Asrai tài ca do vật thô tài mà già chấm ran bộ phá sát Asrai chặt khô cờ bán sao tăng cờ bán khiên nát cờ bán chiêu và há cờ bán ca do vật thô cờ bán hát tài giác vật thô cờ bán hay sàn nhá Asrai sàn nhá chưa được sắc mùi tiệt cứ pí Asrai chặt khô vật thô khiên nào sao ta vật thô khiên nào vật thô chiêu hai vật thô ca do vật thô nâng hai thời vật thô cơ bản phát sát sang nhà chê tà na bày nè chê tà na bấy cứ ở sai chặt khô vật thô cơ bản sao ta vật thô cơ bản khiên nào vật thô cơ bản chiêu hai vật thô cơ bản ca do vật thô cơ bản hai thời vật thô cơ bản e ca ca ta buồn nè e ca ca ta buồn cứ ở sai vật thô cầm mùi nâng na mối cơ bản e ca ca ta chi vật tinh trí phàm ở sai vật thô cầm mùi nâng cứ na mối cơ bản hay mình sẽ cà rác vào mùi, thế nhé, chế được sạc vào mùi, nó cứ ở sài vật thô vào mùi, nó cứ nà mùi mà. Bạn đấy chấm bua, quê tận đi chế được sạc mùi khăn ông bằng đá, xong bạch chết xa thì là nà chế được sạc phẩm bì ní. Chấm bua quê tận đi mùi ní, cứ mình bán ở sài vật thô bán đem vào mùi thì tớp lúc chạy đánh đời lại trên nhầm bí kê màu. Chấm rằng vừa, sọc tốt ở sài tài cà dầu vật thô bánh bánh nọc. Vừa sọc tốt cà cho mùi nâng cái, cà dầu bình yến bí, bị đường, sốc, cà nọc nóng. Sóc khá xa hai cà ta ca dù nhiên đây chia cô xóa quý vị bà châm ràng bộ tốc khá về tình yêu ca cho mùi nâng tốc khá xa hai cà ta ca dù nhiên đây chia ác cô xóa quý bà phó là bọn ác cô xóa là cặp nè dân cư ác xài ca dù vật thọ đọc tô mà nó xa về tình yêu xo mà nó xa về tình yêu ác xài hát tình yêu vật thọ tô mà nó xa về tình yêu mất mạnh ác xài chạc khô vật thọ châm ràng bộ tô mà nó cho mùi đừng so mà nó hai đôi mà đấy mình bán là sai chặt khâu vật thô sau tao vật thô kia nó vật thô chiêu và hai vật thô cai và vật thô tới là sai mấy là sai hai thời gian vật thô tao mà dài chứ pro khăn ông cả nãy để khơi rút khăn cào miền đấy khăn ông cả nãy để khơi rút khăn cái nào tiền khăn cào khăn ông cả nãy để khơi rút khăn cho buồn rút cái miền đấy chặt khăn đấy mặt ăn miền thong tiền nông cả nãy để khơi rùa nhiệt nhôm sập ngày nó cứ khơi rùa lưỡi sô sầm lên thông khăn đăng rùa đăng phò đập biển nứng đây đây mình bên chất chụp vô rùa nó cứ miên đấy
bên khơi nó chia ru nó là chỉ vật bạch chân thay đổi bao giờ nè khả năng khác bề khác bình chất cứ so mà nó chụp bộ rùm này bề khác cứ mình bình chất có chụp to chụp bộ rùm này ngài cái nhé rùm xâm lê khăn rùm ấy cả đó ôi ta chụp to cát nó to mà nó ôi ta mình bình chất đang đặt khả năng nó cứ chia to mà nó mình bình chất chụp bộ rùm cả đó xâm lê khăn rùm thôi đọc bề ấy cả đó không cần nặng nó cứ sập hiu vẹt to mà nó cứ bật con lái chia sập hiu vẹt bẹ rồng mạt mùi bật con lái nó không cần nặng được hoặc miên đẹp nè trong to mà nó trong tục không chặt đấy phần đấy hai bàn chai sập hiu vẹt nó cứ nâu miên lên hoàn toàn má cứ chua bỏ rộm dạng nắng cứ trời để bật con lái chia sập hiu vẹt mùi bẹ rồng mạt đã thô mới bật con miên dạng nắng bật bật con nó không chịu vật bảy trăm thằng ngày phần đấy nó không tin đi lúc làm thả so tô mà nó sở về tình yêu hay chỉ môi nâng so mà nó sở về tình yêu hả sợi hát thì dạng vật hộ mình ban là sợi chắc hậu vật hộ thì nhưng không cần là để dân khơi rút có miễn khăn cao đấy nụ nhưng cứ hả sợi ấy không cần là để khăn cao nữa hả sợi hát thì dạng vật hộ tiền chứng khơi rút nó cứ chật ấy khơi rút chắc không bình nhiên khơi rút nè chắc không bình nhiên khơi rút nè nên cứ tô mà nó cho môi nâng so mà nó cứ ảnh sài hát thì dạ vật hộ cho bà đàn bộ bà đây xua thả tô khăn ông khả năng để nà tô mà nó khăn ông khả năng tô mà nó nâng cứ bà tu sài khăn ông rụp xâm lên khăn rộp hò đập bia cho bà đàn bộ nà khơi rụp mà chứng nó khăn ông khả năng để khơi rụp nâng nó khăn ông chạy vào nẹ chắc đấy tiền nà nó khăn ông chạy vào nẹ trời cho bà đàn bộ khăn ông để khơi rú chắc khô vật nhiên cứ trời trời ả sáy chắc khô vật thọ sau ta vật nhiên ả sáy sau ta vật thọ khi nào vật nhiên ả sáy khi nào vật thọ chiêu hào vật nhiên ả sáy chiêu hào vật thọ cài vào vật nhiên bị đuối ả sáy cài vào vật thọ phần đấy tô mà nó so mà nó tô bây đăng nâu rú có bán đăng nâu sầm lên có bán đăng khăn rú phò đập bia có bán mình bình chất chùm vua nâng rôp xâm lên khăn rôp hoa tập tiện nâng cổ bán cổ bán tay mình bán ả sáy chạc khâu vật thô khi nào vật thô chiêu hào vật thô cài vật thô thì cứ ả sáy hát tự dạ vật thô bước cao nục ả sáy khăn ông cả nà để chiêu vật nẹ thế ná chùm bán bố tô mà nó xô mà nó nâng cứ khăn ông cả nà để chiêu vật nẹ chết cả là chùm bán bố nà dân cứ chiêu vật nẹ nâng cứ ả sáy hát tự dạ vật thô mình chăm bách ả sáy chạc khâu vật thô sau tô vật thô khi nào vật thô chiêu hào vật thô cài cài dạng vật thổ tệ có biến tô mà nó cà láng bán bàn đẻ chùm ràng phổ đối chân dân nực nực tới chùm ràng phổ nực khăn ông cả nạ nâng cư nực nực tới đó nực nực tới tụ bây cà tô khăn ông chắc khổ thuyê sau đã thuyê kia nó thuyê chư và hà thuyê cài và thuyê cả đó tô mà nó nâng so mà nó nâng tô sạch chật nâng cư cà nó khăn ông chắc khổ thuyê bàn đấy chùm ràng phổ tô mà nó sau khi tình yên nâng cà nó khăn ông chắc khổ thuyê đâu bị thay chất bàn đấy bàn đây khăn ông chặt khâu thuyền là vị thầy chất ai bàn tiền bàn chậm ràng vợ bàn chậm ràng vợ và đây khăn ông chặt khâu thuyền là vị thầy chất nên cứ miên ban giật thuyền đều với chân nát môi khẩn nát nè ban giật thuyền đều với chân nát cứ ái sai chặt khâu vật thô đưa ái sai hạt tự do vật thô ban giật thuyền đều với chân nát hạt tự do vật thô ban giật thuyền nè bật mến trở điều luôn nâu ru pa rom cập bật mến còn bàn thấy mình ban ái sai chặt khâu vật thô để ái sai hạt tự do vật thô đó chặt khâu bình nhiên ban giật thuyền đều với chân nát rồi lột tấu đó ấy cho bạn vừa thuyền ban chặt bình nhiên nè đó chặt khâu bình nhiên nè cả là tôi chặt khâu bình yên đấy nghe, tôi bà sai chặt khâu vật thô cho bạn vừa, nó không cần bàn đá vị thay chặt, để cả là nó cứ miên tràn khả năng chặt nè, không vị thay chặt môi vị thay chặt nó cứ miên tràn khả năng chặt, và đấy nó không khả năng chặt đấy, cứ mình mà sát tăng sát tay à sai chặt khâu vật thô đằng ở đây, tụ bay miên luôn, cả nó không chặt khâu thôi giờ cái đó, còn bàn đá mình bàn à sai chặt khâu vật thô để cho bạn vừa, đôi chiều bàn giật phi ra với chân nát. Điều được nó ở rõm, rù bà rõm, nâng cứ ả sẵn hạt tự do vật thổ. Rồi thái chặt khâu nhiên bị đuông, nâng cứ trêu bà sẵn chặt khâu vật thổ. Rồi máu cứ xăm bà đi chân là chặt bị đuông tiết. Nà, chùm ràng vô, nâng cứ ả sẵn hạt tự do vật thổ, mình bàn ả sẵn chặt khâu vật thổ đây. Xăm bà xăm tay là nạ chết có ả sẵn nà, hạt tự do vật thổ đây, mình bàn ả sẵn chặt khâu vật thổ đây. Hay xăm tay là nạ chết,
có ác sảy hạt tự giáo vật thô đấy mình bán ác sảy chặt khô vật thô đấy san tê là na chết rồi lên tới vô thâu vật na chết nếu có ác sảy hạt tự giáo vật thô đấy mình bán ác sảy chặt khô vật thô thì nó chưa vấn đề chết cay láng là khăn cao sờ lạnh sờ ấm chịu đảm cho nên thằng sờ thi chịu đảm có ác sảy hạt tự giáo vật thô đấy mình bán ác sảy chặt khô vật thô thì là tự tiên là mình na chết cay láng cao làm tiên chưa vấn đề chết nên cứ rồi lên tới là tiên tự tiên là mình na chết nén có ác sảy hạt tự dạng vật thổ đại chứ không nông về đại vị thay chặt môi cả tàng nắng miên để chặt pi đuông thế để à say chặt khâu vật thổ không nông chặt khâu thuê ra vị thay chặt đấy nữa cho mà ăn có miên là chặt pi đuông đấy về đại chặt pi đuông thế cứ là chặt khâu bình nhiên đấy cứ à say chặt khâu vật thổ nó so về đại chặt khả năng chặt đã tìm xin đôi chiều ban giật thuê đeo với chân nè sang về đại chân nè sân tay rồi nè vô thao vật nạ chia vật nét đầu tiên là vật nạ chia đàm nứng cát nó không bị thay cho môi kia nứng đang ngả rộng cho môi kia nứng cả đôi nè cát nó không chặt khô thuyền để bị thay đôi chỉ chặt khô bình yên pi đuông nâng đài nè trong bàn vợ nè đang ngả rộng đang ru ba rộng đôi chỉ chặt khô bình yên pi đuông nâng đài bàn đáy mình bàn ác sai chặt khô vật thô đôi chỉ chặt khô bình yên pi đuông tê cứ ác sai hạt tự dạng vật thô không về đẹp cho môi kia nâng cả đôi những cái tô mà nó sau mà nó đi ca nó không chịu vật niệm về điện nó không chặt khâu thuyền để bị thay của vật mấy cái vấn đề ca nó không tô chịu vật niệm về điện là ca nó không chịu vật niệm về điện chấm ran bộ những cái asrai hạt tự dạng vật thọ tem bây giờ sau mà nó sau về tận nia đứng tô mà nó sau về tận nia ta tới cứ upe kha về tận nia cứ asrai vật thọ pram chấm ran bộ upe kha về tận nia cứ asrai vật thọ pram vì cái do vật thọ chỉnh chấm ran bộ là upe kha về tận địa cứ chặt khô bình nhiên chặt khô bình nhiên đến cứ bọc gọp đôi về tận địa ấy chấm ran bộ chặt khô bình nhiên bị đuống chặt khô bình nhiên bị đuống upe kha là chặt khô bình nhiên bị đuống sau ta bình nhiên bị đuống kia ta bình nhiên bị đuống ca do bình nhiên bị đuống đọc đuống đến cứ sảy vật thọ phạm bọc gọp đôi upe kha về tận địa thằng không mẹ đấy chúng ta tiền mày đây chấm ran bỏ mày cài vào bình cứ ở về tận địa ớt đấy chấm ran bỏ chặt khâu bình yên pì đuông khi nào bình yên pì đuông chi vào hai bình yên pì đuông nên cứ ở sai upekha về tận địa ở sai vật hộ tam chấm ran bỏ chấm này cài bình yên nên cứ sọc tục đấy mày upekha đấy chấm ran bỏ phần đấy upekha về tận địa đấy cài chấm mũi đang ở sai vật hộ vật thô pram nó cứ say khác trong bản phố upk về từ đấy say vật thô pram nó cứ vật thô ấy khác nói chung như chặt khâu vật thô sau tao vật thô khi nó vật thô chịu hạt thô hay nâng hạt giảm thô thì là nâng hạt tự giảm vật thô vì cái giảm vật thô trên pro cái giảm vật thô nó cứ từ đầu về từ đấy ấy trong bản phố về từ đấy ấy từ say cái giảm vật thô sọc nâng tục là sọc nâng tục say cái giảm vật thô trong bản phố pro cái giảm bình yên cái láng cứ say cái giảm vật thô cái bình nhiên cứ bậc cao đời về tận địa pí cứ sọc khâu về tận địa nén upe tục khâu về tận địa chấm ran bộ nè chân cứ vi ca do vật thô chỉnh upe khâu về tận địa nén cứ ở tại chặt khâu vật thô cả bán sau cho vật thô cả bán bậc ca nọc nông chặt khâu thúy ca nọc khiên là thúy ca nọc nông chi và hà thúy là say nè chặt khâu thúy sau đặt thúy khiên là thúy chi và hà thúy buồn nén cứ ở tại vật thô buồn hay bậc ca nọc nông mà nô thúy cứ ác sai hạt tự giác vật thọ chấm ran bộ nè bậc ca tu tam mà đồ thôi vậy nữa ác sai hạt tự giác vật thọ chừng ngộ bề khai về từ đấy ác sai vật thọ tam chấm ran bộ tì bẩm pí chấm ran bộ đòi hạt nè đòi hạt chia cho sắc tiên bẩm pí ní chia nè hạt chấm ran bộ mà chia lô phe mà chia tô sắc mô hại đây chấm ran bộ nè chia cho sắc đây chia tua hạt nó cứ miên bẩm mùi lấy tham miên bẩm buồn đó miền tổ mùi trong bản phổ lộ phía tôi xa mô hát à lộ phía tôi xa mô hát tổ mùi nó cứ chia tùa hẹt là chia đặt xác phẩm phí ní cứ mang chia lộ phía tôi xa mô hát thế à lộ phía tôi xa mô hát thế từ một thân chia nẹ hẹt cả lá cứ ọt miền khăn chia khăn nâu khăn nông phạm xa nâu khăn nông quê tình yêu nâng thế trong bản phổ quê tình yêu khăn miền là cả nạ ca sau giờ rõm cho bản nó trong bản phổ ọt miền vật tu xa rai trong phố hà rõm lấy cả nạ vật tu xa rai cứ chia lắc cana robot tô sáng lắc cana cứ sập bài cứ chia lắc cana robot nè chọc chọc bia anh cứ chia lắc cana robot lô pet nè sau mà nó có bất mến có bất nó sau mà nó
mình mới chỉ là cái nạn đi cao chọc chụp biệt đấy chứ mà đang tụi sau mà nó không ở đó và đấy mình mới chỉ là cái nạn đi cao chọc chụp biệt thì có ra được khả năng là cái nạn sau giờ đó một cái tại phần đó là cái nạn chọc chụp biệt cứ chỉ lô phía hẹt này nụ chứ mà đang tụi nà nên cứ chê đã sạc phẩm phí nên cứ chê nạn hẹt thì phẩm bấy cứ đòi sau phần nạn nà sau phần nạn chê đã sạc phẩm mùi nên cứ chê sau phần nạn có miễn à sau phần nạn có miễn chê đã sạc phẩm mùi vía vê tần địa tia đấy chứ mà đang tụi nè chế độ sắc phẩm muối trâu một cái vía vê tần địa muối chỉnh nè nó sao chế độ sắc phẩm muối nó cứ chia sao mà nó cầm miệng đấy chia à sao mà nó có à sao phải nè cầm miệng nè cái nó không nóng à cột sao cầm miệng cái nó không nóng cột sao cầm miệng cái nó không nóng mà hai vị ba cầm miệng cái nó không nóng mà hai kỳ địa ấy có cầm miệng đấy nè sao phải nè nên chấm rạn bộ à sao phải nè nó cứ cái nó không nóng à cột sao là chết nè đập pì nên chấm rạn bộ hay chúng vô quê tận địa nó cứ chạy trên tiệt chấm rạn bộ sóc tốt chia tô mà nó chia à sao phải nè tại mà già sóc khâu quê tận địa tốt khâu quê tận địa nâng tô mà nó sao quê tận địa chia à sao phải nè té tại mà già ọt miền sao phải nè té chấm rạn bộ rồi ấy sóc tốt cao chấm môi nâng à hết tục cả chết à hết tục cả chết chia sao phải nè chết rồi thay à sao phải nè chết à hết tục cả chết đập làm bậy nữa chia à sao phải nè nè chia à sao phải nè chết chấm rạn bộ sóc tốt cao nó đóng túc khai sa hạ cát cai bình nhiên mùi đuống hay nâng sóc khai sa hạ cát cai bình nhiên mùi đuống chấm rạn bộ chẳng cứ túc chấm mùi nâng sóc cai do bình nhiên nó cứ nóc nóc hệ tục cả chặt hệ tục cả chặt nâng chặt tha chi à sau phần nặng chặt hay là tô mà nó sau về tận đĩa ca chấm mùi nâng tô sạc mùi là chặt bị đuống chẳng cứ sóc túc tô mà nó bay vào hệ về tận đĩa bay nâng ca được chi à sau phần nặng té tem bây giờ sau mà nó sau về tận đĩa về khai về tận đi chia sau mà nó ao chia sau phần nè cầm miến chia à sau phần nè chặt nó có cầm miến đây nè chia à sau phần nè thua cầm miến chia sau phần nè thua cầm miến bữa sau mà đó về khai cao cho môi nên mà hai cụ sáu mà hai kỳ giá mà hai bị bá chia sau phần nè chặt hay bữa cao cho môi nên hai cụ sáu lô phe chặt chia đám cho môi nên mô hạ chặt chia đám nên cứ sau mà nó về khai nó cứ chia à sau phần nè chặt cho bạn vợ nè chứng cứ bình đẳng cho bạn vợ nhận nhau miền sẵn sài ở ti mũi nó sao mũi tiền đấy cho bạn vợ nè ti phần muốn đòi lô cái dạ cho bạn vợ lô cái dạ chia được sắc phần mũi vì về tận diện mũi chính đấy đấy cho bạn vợ chia được sắc phần mũi chia lô cái dạ còn miền chia lô cái trạng còn miền nè pro chia được sắc phần mũi nó cứ cao nông ác cổ so cổ ba là hệ tục cả chết cổ ba ru bao chật chết cổ ba ru bao chật chết cổ ba nên cứ lô cơ trạng chất của bạn chứng bực cao nó không ác cổ sao rồi hô ta đo ác rưu bao giờ trạng chất trên lô cơ gì ạ bực cao nó không lô cơ trạng chất trên lô cơ trạng nè chứ là sao của mùi nó cứ viê viê tình yêu mùi chênh đó chúng vô viê tình yêu mình nè sọc tục mình cho bạn vợ nên bập hết là bọc viê tình yêu sọc tục tô mà nó chia lô cơ gì ạ tay mà dạ cho bạn vợ sọc tục tô mà nó chia lô cơ gì ạ tay mà dạ sọc tốc pro sọc tốc nít ca chụp bộ tái ai hết tục ca chặt tem vàng để nè tục hà sa hạ tạ cai vì nhiên chụp môi nâng sọc hà sa hạ tạ cái cai vì nhiên ca chụp bộ tái ai hết tục ca chặt tem vàng chứng ai hết tục ca chặt chia lô cái diện tê mình mẹ chia lô cái trả thì chụp bạn vợ là tô mà nó sau về tận nít ca chụp môi nâng tô sạc chặt pi đuống tái tem vàng hay tô mà nó sau về tận nít chia lô cái diện chặt tem nó chia cụ son tem vàng hoặc miền cụ son bị ba cái diện ấy tê tô mà nó sau về tận địa nên chấm bàn vừa tô sang chân nữa, chẳng cứ chỉ lô cái giờ tam mà dạng này, chấm po sau mà nó sau về tận địa nên op kha về tận địa chỉ lô cái giờ còn miễn chỉ lô cái trạng có còn miễn bàn tiếng pì chấm bàn vừa, nè chọc bật sao bật chân xa thiệt là nãy chưa được sang cầm pì chấm bàn vừa, nè bằng mong này nè chấm răng bờ mong này nè bằng kêu xong ở con nè chân cứ bình đẳng sẵn nè chấm răng bờ chân cứ một đừng chọc nơi cả sạc xa được ngày này nè xong bên cửa sổ chẳng o chấm răng bờ không cả sạc xa nơi bệ a bị thầm đây chỉ thua bệ sa ma sam phật đừng bệ bồ đông bồ đề sanh cơ bồ đề cứ xoay ngược nơi thua nơi cứ ro ta xong khai cặp nè bồng bình xoay ngược hay trở thành bằng bình ba đồng bay ở bàn cột con tự bàn khơi nó thua nên hay bàn sầm đầy nó thua nên bàn nè hay bực con sang ba đồng bay mình cột buôn là xong khay cầm lại mùi sen cặp thế cứ mình ai khơi
khơi bán và nên mình ai đầm bấy sầm đầy nhỏ sát lộp nên cứ trắc đăng tàm bán đi chùm ràng bờ miền trái có sang dạng sói cứ buôn là xong khai cầm ràng ngồi sàn cặp đôi chế vay bệnh bán chế gặp bốt nà khơi nó thua nâng bán chùm ràng bờ khơi nó thua áp bị thom nâng bán và nên sầm đầy chui sát lộp đầm bấy ở rùi phót đầm bí sẽ gây túc đôi vọng đấy cứ ọt bán chùm ràng bờ chứng cứ miền trái bệnh sầm án sàm bốt đầm bán nọ nà để ai khơi nó thua nâng ấy, ai sầm đầy nó thua nâng đó sát lục bàn sạc xa vô đăng bàn. Nà đôi bọn của xoan đi ca sạc xa vô thua đi cả đói, bọn của xoan đã thma phía bàn bằng bình màu, nà, để bàn tới thoại bằng cung, bút thật giật hàn đi cả lệnh xinh xinh nâng châm ràng bộ. Nà bọn của xoan đang ngọt nâng cư lực cho chùn đò bà kênh đò cả nà cùng chắc rô bà ổng, hay chùn đò nhiệt nhôm bút bò đi sát tiếng o châm ràng bộ, nhiệt nhôm đầy miên nè chấm này quân bảo vệ là nạp chạy từ nến co nè đôi chân dùng bao dân tha chè đam dùng đuông quanh chè đam nến nè chấm ran phở chạy buôn để nhôm bảo vệ là nạp man co tham áp hiệp man sakara bồ chi yết đi cái này nến thằng o chấm ran phở quân của sao thằng o sôm lực chun đờ bắc kên cả na cũng chắc cơ bảo ông nhận nhôm bột bò để sạch chẳng lại chẳng o triệt an mô tân niên nộp bồn của sàn đứng chỉ chấm này cơ bảo nhận nhôm sma khni chỉ chấm này cơ bảo cả na cũng chắc cơ bảo ông nên cứ sma khi khni ai bồn của sàn đứng sông bàn chia bàn trái đầm bay khơi cho bạn đầu thô cơ bảo triệt sma sam bột ai chiều bàn để say có mọi cát nộp non tập cô mình cha tập thế cát nộp non tập cô sma tập thế ai chiều bàn để say bạn chỉ miền chăn tiện nó khăn ông quân bệ hạ tận trai chăn tiện nó khăn ông cả sắc xa nơi bệ thô rộ bọc bệ đạo miền ở phía đồng bây thôi tiêu ông phót này sẽ kể đầy tục cực rõ ông cực khăn đi sâu mạ nó mô tân đi hãy thơm áp hiếp có chùm ràn bố nhiệt nhôm bần đình sẵn chùm ràn bố nà quay cùng đi nà ông con bảo ông con ông con ông con